không biết em cả. Quy xin chào bạn. Quy đang ở huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Hôm nay về đây đi chơi với mấy anh em của nhóm Hai Lúa Miền Tây. Mấy anh em dẫn đi Quy đi bắt chuột nè. Nghe bắt chuột Quy cũng rất là thích. Ở đây có anh Quốc, anh Bảo cũng về tham gia đi bắt chuột với mấy anh em luôn. Hôm nay mấy anh em đi đông lắm nha các bạn. Thì ở đây có đám ruộng chuẩn bị người ta đang ta cắt luôn nè. Mấy anh em sẽ chạy theo để bắt chuột. Rồi mời bạn cùng theo anh em đi săn chuột nha. Rồi máy gặt đập liên hợp chuẩn bị cắt cái khoảng lúa này thì mấy anh em sẽ chạy theo bắt chuột ở đây luôn các bạn. Rồi mình sẽ theo chân anh Tú nha các bạn. Rồi ba la xong đang chụp chuột đằng kia kìa. Ngày xưa mình cũng đi săn chuột nhưng cái kiểu đi săn chỉa, đi mấy cái biển lá được bạn. Ít có chụp chuột tại trên mình thì không có cái dạng như cắt lúa bằng máy gặt đập như thế này. Rồi mấy anh em sẽ chạy theo máy cắt vòng hết cái khu vực này. Chúc mấy bạn coi dồn lại, nếu chuột nhiều khủng khiếp lắm. Nãy mình đi với anh Quốc nói không có chỗ nào mà chuột mà dữ dội như ở đây đó. Chạy tới đó thôi, đừng chạy ra nữa được rồi. Mình đi ngõ này mình nè. Cho mấy bạn coi về, mình đi chặn đầu cái máy tuốt đó đó. Mấy anh em đang chụp quá trời nắng luôn á. Mới cắt có một đường mà thấy bắt chuột cũng rất là nhiều. Tại nãy đi vội mình không có lấy flycam cho bạn coi ha. Mấy cảnh cắt lúa bài flycam rồi coi cảnh đồ đẹp lắm. Đây mấy bạn coi cận cảnh máy tuốt lúa ha. Thì nó có những cái que sắt nó cuốn vô cái ruộng kia kìa. Đó, cuốn hết lúa vô đó rồi rủ ra luôn. Rơm rạ sẽ được phun ra phía đây. Rồi lúa sẽ nó che vô cái bồ kia kìa bạn. Vô bao sẵn luôn. Rất là tiện lợi ha. Đó đó kìa kìa. Ba la xong chụp rồi kìa. Đua ở đây rồi. Đây. Đó đó, hay thiệt. Rồi, ghi bàn. Nè bạn thấy trong cái lồng Tú sách cũng được 4 con rồi đó. Đừng có loại máy cắt thì cái rạ còn nguyên sờ nguyên cây, còn này loại này thì cắt ra hết, có thể đốt sau khi mà phơi khô các bạn. Mấy bạn có một máy cắt này nhưng mà mấy bạn thấy độ quân bắt vô không, rất là đông à. Đó, đây nè chủ kênh Hai Lúa Miền Tây nè bạn. Một hồi nữa mình cắt bên trong miếng này phải không? Rồi đây cắt bên đây. Cắt bên này luôn. À là rất là nhiều á. À là nó dồn lại hết vô một chỗ không? Hết luôn á. Ướt quá. Đây kiếm cái dạng cống được á. Hôm nay đảm bảo có nhiều chuột để làm món nha các bạn. Cầm mấy anh em kìa. Cái tay tôi Tú chà bá chạy đâu rồi. Cái đè lên con chỗ cá gian. Anh em vô cá. Tại thấy vui không? Tay chà bá. Dưới là trời. Cái này nè. Cái này lên để coi chục. Mót. Ủa con này bự nè. Ai ai ăn luôn hả? Giống luôn. Thì ghê vậy. Mình chúng ta đi vòng lúa lại cắt cái gần lại đâu cái mình nhảy xuống mình chụp thử luôn bạn.
nó gom lại cho nó rửa bắt bà đã. Vì là miếng lúa là trùng nhiều hay sao? Mới rì rì hoài mà quá chừng. Hồi nãy ai nói trùng đám nào không? Tú mặt trùng đuối rồi, trồng chuối luôn. Đuối với cây chuối luôn. Đào. Cho nó. Quất. Cái chuối dở luôn. Còn mấy lúa cuối nè, mấy bạn nhỏ cũng chạy đua theo máy đi bắt nè. Các bạn thấy thì Tú đang đào một cái lỗ rất là sâu để chút khi mà máy tuốt qua thì chuột nó sẽ rút xuống dưới đó, không nó không có chạy ra ngoài. Thì một bạn nhỏ sẽ lấy rơm đậy lên trên. À dí cụ chút nó chui hết vô đó. À, một cái cách cũng rất là hay ha bạn ha. Tại cái ruộng này cũng khá nhiều chuột, mới cắt mấy vòng ngoài mà chuột bắt chuột quá chừng rồi. Đây là cách củ đào có xưa nhất. Im ơi, im ơi, giữ không đập thử luôn. Im nữa thôi, giờ chuột chạy ngang. Thôi đang chút quen nha, lớn bạn thấy động dữ ha, cào cào cho cháu nó bay ra luôn kìa. Thấy Tú đang ngó dấu chuột nè. Có đậy lấy gai. Có dấu chuột mới luôn nè. Này nó thưa quá, nó cũng ít chứ không nhiều. Mới dày dày bả nó. Các bạn. Động bên kia bên đây nó ra đây nè. Quá cho người chụp chuột. Chụp ra chạy được chưa rồi. Quá chừng nè. Sao ngay ngay chân, ngay chân thấy. Ngay chưa thấy. Dưới rồi. Nước không à ơi. Thấy đừng phân lúa ta không? Quá. Quá chịu trục. Coi. Cầu một con hai con hết. Ừ chuột kìa.
đâu đâu mấy anh em bắt được vô đây nè bạn. Đâu đâu mấy em nhỏ bắt được nhiều cái gân chia để dùng gân sắt mà các bạn thấy cắt con mấy đống lúa mà câu nhiều nhua nào quá chừng người luôn nè đông người mấy anh em hậu cần rất là chu đáo ha bạn ha nước nồi bánh mì rồi đầy đủ hết cái tiền bánh mì với tiền nước hơn tiền mua chuột á nhưng mà không có vui bằng ra đây bắt chuột. Có em này nãy bắt được con chim cho anh coi coi chằng gạch thi là ốc cao ốc cao bao của nó phải bao tôi sao bao của quỷ dương này nè mà nó đem bao đủ mà Hà Nam không à bao vết chân ơi 8.000 cái đó bạn này giỏi là bắt được con chim luôn bao 8.000 cao chim này thì nó bay ngang ngắn mình nó lủi giỏi rồi rồi cảm ơn giữ thằng chuột luôn đám này đám mới nha bạn. Đây rồi. Bạn nhỏ kia nhào qua chụp con chuột tưới nước luôn. Mới lậu qua tên kia bắt được luôn rồi. Bắt rất là giỏi.
ăn được rắn luôn. Xong bắt được rắn nước luôn nè. Nên không bắt chuột nữa mà đang đào hang cá lóc. Nè nó qua ngay chỗ thảo nè. Đó đó đó. Còn nữa không? Mày sao bưởi? Không chạy không nào. Tàn cao thủ không chạy ra được. Miếng bén nữa nha. Đó hả? Đây cá lóc nó cầm. Đúng rồi giờ. Chuột. Hàng này hang bên đây cậu ơi. Luôn là đi qua đây cậu ơi. Lắm hàng lượng bự. Đụng cái cây thông. Bộ tay nó đụng biết không? Qua đây anh Tú ơi. Anh em đang đào hang lươn. Hang cầm tay anh Huy ơi. Bắt con lươn nhỏ hơn ký là được rồi. Nhỏ hơn ký ha. Cái này cứng đó nó. Bạn coi mít mít mà nó tàu dưới đất chui lên luôn nè. Nãy mấy chị đem mít chui cho. Rồi coi mấy anh em thu hoạch để bạn. Đây con gạt nước nhỏ, xe cái máy gạt đập cán nó gãy chân rồi. Các bạn thấy có chuột nè ha, rắn, cá lóc, cá trê. Đây, cá lóc nè. Cá trê. Nè. Cá lóc kê bên luôn. Đây, rắn kẹt đầu rồi. Rồi, chúc mấy anh em chế biến gì mà mấy bạn chờ xem clip sau nha. Giờ là đuối rồi, vẫn còn cắt lúa nhưng nắng quá không ai dám ra bắt, đi phỏng dò luôn. Tú có bắt được ít cá lau kiến nữa nè bạn, cao thủ mò luôn đó. Mấy bạn thấy tội nghiệp chủ nhà không? Thấy cả đoàn bắt chuột gì đem mít ra cho nữa kìa. Các nói mít này là mít cao sản, ăn xong hồi sản luôn. Rồi, cảm ơn chị. Cô đem mít cho mấy anh em luôn các bạn ơi. Mít thì mít cao sản nha. Có ít ngang được không mấy anh? Dì ơi, tụi con vô đây chắc nhổ được nguyên cây luôn đi. Tụi con xin cái cây này. Mít cao sản rồi để dành cho mấy người cao ăn, nhìn tú luôn nè. Ăn rồi. Tôi phát hiện ra bắt được con gớt. Mấy nhà nhập thêm anh Bình, đẹp trai.